Trúc Nhi, Diệu Nhi đã hết sốt, chân được tháo bột, biết cười lém lỉnh khi có người đến thăm. Sau 11 ngày hậu phẫu thuật tách rời, đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã tỉnh táo hơn. Bé Diệu Nhi khỏe hơn, hết sốt 6 ngày trước, cai được máy thở, ăn sữa hoàn toàn. Còn bé Trúc Nhi cắt sốt được 3 ngày, bé tập ăn sữa, kết hợp truyền đạm và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các điều dưỡng tăng dần lượng sữa từng ngày khi bé uống, tiêu hóa tốt hơn. Hai chị em được tiến hành tháo bột dần từng bước và diễn ra thuận lợi. Bàn chân và ngón chân các bé cử động thoải mái hơn sau những ngày đầu phẫu thuật. Diệu Nhi lanh lẹ, biết cười và liếc mắt lém lỉnh khi có người tới thăm. Tuy nhiên, bố mẹ hai bé vẫn phải hạn chế thời gian chăm con. Chị Hồng Thúy, mẹ hai bé chia sẻ niềm vui. Bé giận mẹ luôn rồi, không thèm nhìn mặt mẹ nữa. Đi vào gọi tên em rưng rưng méo khóc tủi thân. Mẹ nhìn vừa thương mà vừa buồn cười. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thành Liêm cùng lãnh đạo Sở Y tế đến thăm hai bé vào chiều ngày 27 tháng 7. Thành phố thưởng 100 triệu đồng, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân xuất sắc đã thực hiện ca phẫu thuật tách dính thành công. Hai bé song nhi là cặp sinh đôi nữ dính liền vùng bụng chậu hiếm gặp. Mỗi bé có hai chân, hai tay nhưng thông nối nhiều mạch máu và chung nhiều bộ phận vùng bụng chậu. Sống cộng sinh, hai bé đã trải qua thời kỳ sơ sinh khó khăn do sinh non, suy hô hấp. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, hai bé đã tách mổ rời thành công với sự tham gia của gần 100 nhân viên y tế kéo dài 13 tiếng. Hiện tại, Trúc Nhi, Diệu Nhi đang bước vào giai đoạn hồi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của cặp song sinh trên kênh YouTube Sài Gòn TV.